Kính thưa quý vị các bạn thân mến, hôm nay Hiệp Bà Đào xin giới thiệu đến quý vị một tác phẩm mới, đó là quyển sách Tây Dương Gia Tô Bí Lục. Thì quyển sách này nó như thế nào, chúng ta cần tìm hiểu tại sao gọi là bí lục. Thì bộ sách này gồm có những người cùng soạn là Phạm Ngô Hiên, Nguyễn Hòa Đường, Nguyễn Bá Am và Trần Đình Hiên. Thì được đăng ngày 7 tháng 10 năm 2007. Thì cuốn sách này rất là lâu đời, rất là lâu. Thì những cái phần giới thiệu này nó có gồm có 1 quyển, 2 quyển, 3 quyển, 4 quyển, 5 quyển, 6 quyển, 7 quyển, 8 quyển, 9 quyển. Thì tất cả là 9 quyển. Nhưng cộng thêm phần giới thiệu nữa là 10 phần. Thì đây là phần giới thiệu. Mình sẽ giới thiệu trước qua. Thì trước tiên mình xin giới thiệu là cái phần giá trị văn học và sử liệu. Để diễn đạt những vấn đề tư tưởng trên đây, các tác giả Tây Dương Gia Tô Bí Lục đã lựa chọn một hình thức văn học có thể nói là khá sinh động. Nếu đối tượng đề tài của tác phẩm có một nhân vật lịch sử thì có thể xếp Tây Dương Gia Tô Bí Lục vào loại truyện ký lịch sử. Nhưng vì bản thân đối tượng đó đã bao hàm nhiều yếu tố truyền kỳ, trong tác phẩm lại dựng lại những huyền thoại quy mô lớn như cuộc phục sinh truyền phép kín trên núi Olivete, trong cuộc chiến giữa quân Lambo với Giê-xu, với quân Giu-đê có sự tham gia của các đạo thần binh, vân vân. Cho nên xét về thể loại thì Tây Dương Gia Tô Bí Lục là một tập truyện đã truyện ký giả sử với một lối kể chuyện ít nhiều có phong cách dân gian. Tác phẩm lại có dáng dấp như một tập su khảo bình luận, lại có chỗ dùng bút pháp của người chép sử, vân vân. Chúng tôi cho rằng dung hợp được những đặc điểm đó một cách thích đáng và sinh động có lẽ cũng là một nét độc đáo của Tây Dương Gia Tô Bí Lục về phong cách nghệ thuật. Mặc dù những tên sách ghi tắt theo kiểu xưa như thực lục, ngoại lục, giản tục, vân vân của Bí Lục nữa không đủ cho chúng ta xác định đó là những tài liệu nào, nhưng qua tác phẩm chúng ta thấy quả thật các tác giả đã sưu tập tài liệu từ những nguồn tham khảo khá phong phú. Điều đáng kể là ngay cả phần nói về cuộc đời Giê-xu, tác giả cũng không lặp lại nguyên vẹn theo một cuốn tiểu sử nào đã từng xuất bản trước đây. Những đoạn nói về tích lễ lá, lễ tro, lễ ném đá, vân vân, quả là những điều ghi chép mà ngoài Tây Dương Gia Tô Bí Lục chúng tôi chưa dám nói chắc là có thể tìm được ở một tài liệu nào khác hay không. Dẫu sao thì đối với một tác phẩm văn học giả sử thì tiền đề đã chấp nhận mọi cách trình bày của tác giả như là những biện pháp nghệ thuật. Tuy vậy, trong Tây Dương Gia Tô Bí Lục cũng có một số điều ghi chép ít nhiều có chứa lượng thông tin lịch sử. Ví dụ tác giả cho biết cách đọc kinh chia ra hai bè nam nữ là mới đặt ra về sau bởi dòng Dominic. Đám hội diễn thuật sự tích Giê-xu chịu nạn nguyên ở phương Tây làm 3 ngày. Khi đạo mới truyền vào nước ta, tuy chưa bị cấm nhưng vẫn có ý né tránh nhà chức trách nên làm vào ban đêm, vân vân. Còn nhiều những đoạn mô tả khá tỉ mỉ về các nghi thức như chép rửa tội, xưng tội, sức dầu thánh, lễ kiên đạo, vân vân. Khi thầy cả và con chiên phải làm gì, đám rước ngày lễ phục sinh có ý nghĩa ra sao, vân vân. Và những điều ghi chép có thể có ý nghĩa đối với những người nghiên cứu sáng tác có yêu cầu tìm hiểu nó. Đáng kể về sử liệu, có thể nêu điều ghi chép sau đây của Tây Dương Gia Tô Bí Lục về thời điểm có người đạo trưởng Tây Dương đầu tiên đến Việt Nam.
các nhà truyền giáo Tây Phương có nhiều tài liệu cho biết những giáo sĩ đến Việt Nam từ khá sớm. Nhưng về cái mốc đầu tiên đó sẽ có lẽ bị thiếu. Vì vậy có người muốn đẩy sự việc đó lên đầu công nguyên. Pero đến Việt Nam năm 1590, nói rằng Thánh Thomas sang truyền đạo ở xứ Bắc Kỳ từ hồi Bắc thuộc. Điều đó đã sớm một vị giáo sĩ khác là Cristoforo Borri đến Việt Nam năm 1618 bác bỏ, cho là chuyện bị đặt không có căn cứ. Thế mà sau này những cuốn như Sử ký Hội Thánh xuất bản năm 1944 và một số tài liệu khác vẫn nhắc lại mãi. Chính sử nước ta Đại Việt Sử ký Toàn Thư không nói gì đến việc này, chỉ ghi một việc về năm cảnh trị thứ nhất năm 1663 cấm dân theo đạo Hoa Lan, khâm định việc sử thông giám cương mục chỉ có chép rõ năm Nguyên Hòa thứ nhất năm 1533 đời Lê Trang Tông có người Tây Dương là Ine Khu đi đường biển lẻn vào giảng đạo Gia Tô ở các làng Ninh Cường, Quần Anh, Trà Lũ, huyện Nam Chân. Căn cứ vào đâu mà cương mục ghi thêm được sự việc đó? Hai ông Chu Thiên và Đinh Xuân Lâm cho rằng đó là do cương mục đã dựa vào tài liệu trong Tây Dương Gia Tô Bí Lục. Liên quan đến vấn đề này, năm 1944 Hồng Lam có dẫn cuốn Khởi đầu đạo cơ đốc ở Việt Nam của Boniface. Trong đó tác giả nói về Delotho được đọc thấy sự việc này ghi trong một cuốn đã giả lục hay gia lục. Hồng Lam không biết đến sách Tây Dương Gia Tô Bí Lục, nhưng cách dẫn tư liệu như vậy cho thấy tác giả cũng cho rằng người soạn cương mục đã được tham khảo một tài liệu như cuốn giả lục mà Delotho đã được. Nếu cách giải thích của các tác giả nói trên được xác nhận thì điều ghi về sự việc nói trên là một sử liệu có giá trị, đồng thời đó cũng là cho thấy một truyền bản của Tây Phương Gia Tô Bí Lục vào thời điểm biên soạn cương mục bắt đầu biên soạn năm 1856. Sinh xong năm 1884. Đó là một giới thiệu về ý nghĩa và giá trị sử liệu như thế nào. Thì giới thiệu cái đoạn này cho quý vị và dễ bề theo dõi. Thì dân tặc khi chúng thuyết lược dân là tạm dịch là chỉ dẫn tóm tắt về những lời lẽ lừa bịp của bọn giặc Tây. Những lời lẽ dối trá và những thủ đoạn lừa bịp của bọn giặc Tây rất nhiều, trong sách có ghi chép đầy đủ cả. Ở đây chỉ sơ lược nêu lên những nét đại khái như sau. 1. Bọn chúng lừa dối bảo người ta rằng các phép thiên văn, địa lý, bói toán, tướng số, âm dương ngũ hành, đoán mộng đều là nhảm nhí, không đáng tin. Kỳ thật thì vô tôi, bọn chúng phần nhiều đều dùng những phép ấy. 2. Bọn chúng lừa dối bảo người ta bỏ thờ cúng. Kỳ thật vô tôi, bọn chúng đều có đền miếu thờ phụng. Đến ngày giỗ ngày kỵ thì đốc thúc dân chúng đến bái lạy. 3. Bọn chúng lừa dối bảo rằng người chết chôn cho sâu. Kỳ thực thì vu quan, bọn chúng khi chết đều chôn năm cả. 4. Bọn chúng lừa dối bảo rằng thể xác người ta do đất vắt nên không đáng quý trọng. Kỳ thực thì đối với vu quan, bọn chúng sau khi chết còn chuộc hồn về để phong thần, lấy tóc và máu trát vào tường để thờ. Làm như thế lại còn một ý nghĩa nữa khiến cho người ta coi thường cái chết mà tin theo bọn chúng. Tiếp theo, bọn chúng lừa dối bảo người ta không được thờ cúng ông bà cha mẹ cùng là các thần, kỳ thực chỉ là để cho người ta thờ cúng riêng Giê-xu cùng vua tôi chúng nó. Tiếp theo, bọn chúng lừa dối bảo rằng những món người ta vẫn thường ăn thì không được dùng để cúng tế, kỳ thực
thì bọn chúng cũng vẫn dùng bánh và rượu để tế Giê-xu. Tiếp theo, bọn chúng lừa dối người ta rằng có tội thì được giải tội. Kỳ thực thì ở nước chúng, những kẻ trộm cướp, gian dâm đều bị giết không tha. Nếu những tội ấy mà không bị xét xử, chỉ cần xưng tội rồi được tha, thì nước chúng làm sao còn đứng vững được đến ngày nay. Tiếp theo, bọn chúng lừa dối bảo người ta chỉ được lấy nhau một vợ một chồng. Kỳ thực thì vua tôi, bọn chúng phần nhiều đều có thiếp hậu vợ lẽ để được đông con cháu kế tự. Tiếp theo, bọn chúng lừa dối bảo người ta không được tham lam của cải. Kỳ thực thì bọn chúng bày đặt ra các lễ thu tiền muôn bạc vạn. Tiếp tục, bọn chúng lừa dối bảo người ta chớ nên vung vén tài sản riêng. Kỳ thực khi bọn chúng đã thu được nhiều tiền bạc thì cưỡng ép người ta để mua vườn ruộng, giám mục ít nhất cũng không dưới 100 mẫu, thầy cả ít nhất cũng không kém 30 mẫu. Thấy điều không phải nộp tô nộp thuế gì cả. Tiếp theo, bọn chúng giả dối khuyên người ta giúp đỡ kẻ nghèo thì được phúc. Kỳ thực bọn chúng chẳng hề cứu giúp một ai. Tiếp theo, bọn chúng lừa dối người ta rằng kẻ nào khuyên được một người cùng theo đạo thì cả hai cùng được lên thiên đường. Kỳ thực bọn chúng muốn người ta quyến rũ nhau theo đạo, khiến cho đạo chúng được đông dân. Tiếp tục, bọn chúng lừa dối bảo người ta kiêng thịt. Kỳ thực vua tôi, bọn chúng ngày nào cũng ăn thịt cả. Việc này hai ông Phạm Văn Ất và Nguyễn Đình Bính khi sang Tây Dương đã được tận mắt nhìn thấy. Tiếp theo, bọn chúng lừa dối bảo người ta đừng theo Nho học. Kỳ thực cốt khiến cho dân chúng không hay biết mưu mô của bọn chúng. Tiếp theo, bọn chúng lừa dối bảo người ta rằng người cùng một huyết thống lấy nhau cũng không hề gì. Kỳ thực đó là âm mưu của bọn chúng, cốt làm cho kẻ đồng loại trở nên ngu đần đi. Tiếp theo, bọn chúng lừa dối bảo người ta không được xem địa lý. Kỳ thực bọn chúng muốn cắt yểm long mạch, khiến cho dân chúng ngu dần đi. Tiếp theo, bọn chúng lừa dối người ta rằng Chúa Giê-xu chuộc tội cho loài người. Kỳ thực là khuyên người ta dẫu gặp phải tai họa cực khổ cũng phải chịu đựng như thế, không được hài lòng với Chúa. Tiếp theo, bọn chúng đem thiên đường ra để lòe bịp người ta. Kỳ thực ở nước chúng chẳng qua cũng chỉ lấy đền miếu làm thiên đường. Tiếp theo, bọn chúng đem địa ngục ra mà dọa người ta. Kỳ thực chẳng qua cũng là lấy hình phạt làm địa ngục. Tiếp theo, bọn chúng lừa dối người ta rằng Chúa Trời có 3 ngôi. Kỳ thực là muốn người ta chỉ tôn thờ một mình Giê-xu mà thôi. Tiếp theo, bọn chúng lừa dối người ta về việc làm phép trường thọ. Kỳ thực là để trấn áp người ta. Tiếp theo, Giê-xu đem Chúa Trời ra loài điệp người ta. Kỳ thực để tỏ ra rằng mình chính là Chúa Trời. Kinh khủng chưa? Tiếp theo, bọn chúng lừa dối là phép rửa tội cho người sắp chết. Kỳ thực là cốt để yểm áp, khiến cho hồn người chết mất thiên. Tiếp theo, bọn chúng lừa dối người ta rằng bọn chúng thương con chiên cũng như thương bản thân mình. Kỳ thực là cốt dụ dỗ dân nước khác tuân theo để bọn chúng chiếm lấy thiên hạ. Bọn chúng chưa thôn tính được nước ngoài thì còn đem chuyện phép tắc khoan nới mà dụ dỗ người ta. Đến khi lấy được nước rồi thì nhất thiết thi hành hình pháp thảm khốc. Đó là những cái sự lừa bịp mà được tóm tắt gọn trong những cái trong cái tác phẩm này. Thì để không mất thời gian, mình sẽ làm một cái bài đầu tiên để clip nó sẽ ngắn lại bớt và người nghe đỡ chán hơn. Thì mình có chép ra cái phần cái quyển thứ nhất là Tây Dương Gia Tô Bí Lục, ghi chép những chuyện kín đáo của Gia Tô Tây Dương, cùng soạn Phạm Ngộ Hiên, Nguyễn Hòa Đường, Nguyễn Bá Am và Trần Đình Hiên. Quyển thứ nhất, nước Giu-đê, Giê-xu ra đời. Được môn đồ Giê-xu thêm kiêu ngạo. Ngày xưa ở phía đông nước Tây Dương có nước gọi là Giu-đê. Nước ấy có một làng gọi là làng Bethlehem.
Từ ngọn núi ngoài làng ấy thường bay ra một đám mây đỏ chở hai thầy trò con quỷ, bộ dạng xem ra có vẻ đẹp đẽ đàng hoàng. Đời này qua đời khác người ta vẫn thấy thế, lâu ngày quen dần, không ai lấy làm sợ nữa. Đến thời Herod làm vua thì trong dân ở ngoài làng ấy có một cô gái tên là Maria, mồ côi từ lên 5 tuổi, được ông trùm đạo trong làng đem về nuôi. Đến khi 16 tuổi thì gả cho bác thờ mộc tên là Giuse. Khi hai người đã thành vợ chồng thì thấy đám mây đỏ thường che tỏa phía bên nhà, bên trên nhà. Cho đến khi Maria có mang thì thấy thầy trò con quỷ ngồi trên đó nữa. Sách ngoại lục kể rằng ông trùm đạo muốn kén chồng cho Maria, hẹn với trai làng hệ ai đưa vợ đến ngày nọ, mỗi người cầm theo một chiếc gậy tre tới nhà ông, ông sẽ cầu nguyện Chúa Trời, Chúa bảo gả cho ai thì sẽ cho hoa nở trên gậy người ấy. Trai làng đúng hẹn kéo đến, bỗng trên đầu gậy của Giuse bật nở một bông hoa. Bây giờ Giuse đã hơn 110 tuổi, nhưng cũng là người chưa vợ. Ông trùm đạo bèn gả Maria cho. Thành vợ chồng rồi, Giuse bảo Maria rằng: "Tôi muốn ở một mình để tu hành." Maria nói: "Thiếp mồ côi từ nhỏ, cũng muốn giữ đạo đồng trinh." Rồi đó, hai người đem tình thực nói với thầy cả. Được thầy cả cho phép, hai người bèn đến làm lễ thề trước bàn thờ Chúa. Thầy cả nói: "Khi làm lễ cưới, hai người đã yết kiến Chúa Trời, hứa sẽ chăm sóc nuôi nấng nhau. Nếu không làm được như thế, về sau xảy ra chuyện gì thì tội to lắm đấy." Hai người bèn viết mỗi người một tờ cam đoan, hứa sẽ chăm sóc nuôi nấng nhau, nhưng sư xin giữ riêng lòng trinh, gọi là vợ chồng thiêng liêng. Nói thiêng liêng nghĩa là cùng ở chung với nhau nhưng không tơ hào tình chăn gối. Một hôm đã khuya, Giuse đã đi nằm, Maria còn ngồi bên đèn đọc cuốn sách sấm truyền. Thấy có câu Chúa Trời nói cho con quỷ sẽ xin làm vị thánh để cứu giúp người, Maria thầm cầu nguyện xin cho vị thánh ấy sớm ra đời. Bỗng thấy một người khắp bình đầy lông và có cánh như chim đi tới nói rằng: "Tôi là thiên sứ Gabriel." Maria kinh sợ gọi Giuse dậy. Vị thiên thần trịnh trọng nói: "Ave Maria, gratia plena, đẹp thay bà Maria, đầy ơn phúc, Chúa Giêsu sẽ ở cùng bà." Từ hôm đó Maria có mang. Bác thờ mộc Giuse rất lo sợ, nghĩ đến tờ cam đoan khi trước. Rồi một hôm, nhân lúc đêm tối bỏ nhà chạy trốn. Nhưng vừa tới cổng làng thì thấy thiên thần hiện lên ngăn lại, bảo rằng chớ chạy, hãy ở lại chăm sóc Chúa Giêsu. Nói xong, thiên thần biến mất trong đêm tối. Xem sách ngoại lục ghi chép như trên thì đại khái người Tây Dương muốn cho Giêsu trở thành con Chúa Trời, cho nên phải đặt ra câu chuyện Giuse đã quá già để đánh tan lòng ngờ vực của người đời về sự vợ chồng Giuse không ăn nằm với nhau. Bởi vậy cái thuyết ấy rất bập mờ, gượng ép, thật nực cười. Cho đến ngày nay vẫn còn giữ kín, chỉ thấy bắt đầu bằng lễ thiên thần báo tin mà thôi. Giuse nhà nghèo, phải lấy nghề thợ mộc nuôi thân, vợ khâu quá thuê, nhà không có, phải đi ở nhờ. Bây giờ người dì của Maria là bà Isave, từ khi còn trẻ không sinh đẻ lần nào, năm ấy tuổi đã 50, bỗng thấy có mang. Maria đến thăm dì, bà Isave nói thật việc ấy cho nghe. Maria nói mình cũng bất ngờ có mang như thế. Maria có mang đủ tháng, sắp đến ngày ở cử, bác thờ mộc Giuse xin nhà chủ cho vợ được ở lại sinh nở tại nhà, nhưng chủ nhà không cho. Đến khi Maria trở dạ sắp đẻ, nhà chủ tức giận chửi bới thậm tệ. Lúc ấy đang giữa đêm khuya rét buốt, Giuse đành phải đưa vợ vào đẻ trong lũng của núi ở ngoài làng Bethlehem. Lũng núi này khá rộng, người ta phần nhiều cuộc lừa ngựa ở đấy. Maria nằm sinh trong chiếc máng,
bỏ cỏ cho lừa ngựa ăn. Một đứa bé khỏe mạnh, xinh xắn ra đời, cất tiếng khóc vang động như sấm. Chim bầy bỗng cất tiếng hót vang, lừa ngựa cũng vùng cả dậy. Nay xem hai sách Ngoại Lục và Bí Lục thì thấy nói rằng khi Maria vào lũng núi đã thấy một cậu bé nằm trong máng cỏ rồi. Lại nói rằng lúc bấy giờ vang lên muôn lời ca hát chúc mừng Thiên Chúa Giáng Sinh. Lại nói lừa ngựa xúm đến hà hơi sưởi ấm cho cậu bé. Lại nói vợ chồng Giuse bế cậu bé lên mà nói rằng sao ngài không đến chốn lâu đài mà lại tìm đến cửa kẻ nghèo hèn chúng tôi. Cùng ngày hôm ấy, bà Isabe cũng sinh con trai, dáng mạo cũng tựa như con của Maria, về sau đặt tên là Juan. Sách Ngoại Lục nói năm ấy vua ba nước phương Đông là nước Thiên Trúc, nước Mansa và nước Nhu Gia nghe tin Thiên Chúa Giáng Sinh đều đem phẩm vật địa phương tìm sang ý kiến. Vì vậy ngày nay sau lễ truyền tin tiếp đến là về lễ ba vua. Nguyên là người Tây Dương biết nước Thiên Trúc thờ đạo Phật cho nên mới đặt ra những lời lễ trịch thượng như vậy. Lại ở sách Giảng Lục có nói bác thờ mộc Giuse thấy vua nước Mansa mặt mũi xấu xí bèn ngăn lại không cho vào. Nhưng đã là vua nước Mansa thì kẻ thợ mộc nghèo hèn kia làm sao mà dám ngăn cản, huống chi còn nói với vua nước Mansa phải quỳ lạy Giuse. Khi đứa bé chẳng năm, vợ chồng Giuse đem một đôi chim bồ câu làm lễ đến biếu thầy cả, xin đến ngày hôm sau làm lễ xin Chúa Trời đặt tên cho con. Thầy cả nhận lời và thấy đứa bé xinh đẹp, thầy bèn đặt cho tên là Giêsu. Theo tiếng nước ấy có nghĩa là thông minh, tốt đẹp. Vì vậy ngày nay có cuộc lễ gọi là lễ mệnh danh, đặt tên. Năm ấy quan Chiêm Tinh nước Giu-đê tâu vua rằng nay trong dân gian có con quỷ mới sinh làm người, 15 năm nữa nó sẽ làm ngu muội huyễn hoặc dân chúng, kẻ A Tòng sẽ đông đến mấy vạn người. Vua nước Giu-đê lấy làm lo, sai quân lính ngày ngày đi vây xét các làng, hễ thấy đứa bé nào mặt vuông tay lớn và trạc tuổi ấy thì bắt giết đi. Dân chúng ai nấy đều oán ghét căm giận, giặc giả nổi lên khắp nơi. Thế là vợ chồng Giuse phải bế Giêsu chạy trốn sang nước Ê-gíp-tô. Sách Giảng Lục nói khi vợ chồng Giuse đi trốn vào tháng 6, lúa ngoài đồng đang xanh, quan quân đuổi theo đến nơi thì thấy một đám ruộng bỗng nhiên lúa chín vàng. Bọn chúng hỏi người đàn bà đang gặt lúa ở đó thì thấy có ai bế con chạy qua không. Người đàn bà ấy đáp: có thấy, từ dạo mới đi cấy. Quan quân bảo nhau: từ khi cấy đến khi gặt lâu quá rồi, bèn không đuổi theo nữa. Nhờ vậy cả nhà Giuse thoát nạn. Một hôm Maria bế Giêsu đi xem lễ ở nhà thờ, thầy cả Simeon trông thấy bế Giêsu mà nói rằng: cậu bé xinh quá, nhưng xem ra không phải là người ở thế gian. Đời cậu này rồi chỉ vì biện thuyết mà phải chuốc lấy tay vạ đây. Đến năm 33 tuổi thế nào cha mẹ cũng phải một phen nguy khốn. Do sự tích này cho nên ngày nay có cuộc lễ gọi là lễ nhập điện, Đức Bà vào đền. Sách Ngoại Lục nói thầy cả Simeon đã biết trước rằng sau này sẽ có con Chúa Trời Giáng Sinh, cầu mong mình sẽ được gặp con Chúa. Đêm ấy thầy có điềm lạ. Sáng hôm sau thầy ra đứng chờ ở cửa nhà. Thầy ra đứng chờ ở cửa nhà thờ, vừa thấy Giêsu liền chạy tới bế và reo to: đúng là con Chúa Trời đây! Rồi quỳ xuống mà vái lạy. Giêsu cũng sống với cha mẹ ở nước Ê-gíp-tô đến năm lên 8 tuổi, bắt đầu trổ tài là khiến cho người ta phải kính sợ. Một hôm Giêsu lấy đồ nghề thợ mộc của cha mày mò đục đẽo một con thú bằng gỗ, dưới chân có lắp bánh xe chuyển động đi lại được theo lời hô gọi của người.
ai nấy đều lấy làm kính lạ. Từ đó Giê-xu ngày càng tỏ ra thông minh, lanh lợi, không cần phải học mà cái gì cũng biết. Từ đó Giê-xu bắt đầu loè bịp, lừa người. Về sau thì y làm nhiều sự việc kỳ dị không tài nào ghi chép xuể. Năm Giê-xu lên 12 tuổi, nhân cái ngày lễ lớn, Giê-xu cùng với cha mẹ đi lễ ở nhà thờ. Tang lễ mọi người ra về cả, Giê-xu không nói cho cha mẹ biết, một mình vào chơi nhà riêng của thầy cả. Thầy cả thấy Giê-xu còn nhỏ, bèn hỏi xem đã học những sách nào. Giê-xu liền đáp: tôi đã đọc biết hết mọi sách kinh nguyện, kinh truyện, thuộc hết sử ký các đời. Thầy cả và các môn đồ lớn xúm lại hỏi cùng, hỏi thử Giê-xu. Giê-xu ngồi chính giữa đối đáp chăn chát, nhưng khi hỏi tên cha mẹ thì không chịu nói. Thầy cả hỏi: học với thầy nào? Giê-xu đáp: có trời ắt là có ta, cần gì phải học mới biết như người thường. Thầy cả thấy lời lẽ ngạo ngược, lấy làm ghét, bảo rằng thằng bé này vô lễ lắm. Bây giờ cha mẹ Giê-xu thấy con mất hút không biết đi đâu, vội chia nhau đi tìm, gặp ai cũng hỏi có thấy con mình hay không. Giuse vừa đi vừa gọi to: con đâu, mau ra về cùng với bố mẹ. Nghe người ta nói có thằng bé lạ đang ở trong nhà thầy cả. Khi ấy cha mẹ mới tìm được Giê-xu, xin phép thầy cả cho đón về. Về đến nhà, Giê-xu bảo bố mẹ rằng: tôi đây là con của Chúa Trời, xin xuống trần gian để giảng đạo. Nhờ ơn chăm nuôi của ông bà, nay xin lấy đạo cha để tôn thờ ông, xin lấy đạo mẹ để tôn thờ bà. Giê-xu và Maria, hai người thấy mình là kẻ nghèo hèn, không dám nhận. Giê-xu lấy có phải ngồi cho nghiêm trang để làm lễ, ngồi lên ngồi giữa giường cao, gọi Giuse là ông già, gọi Maria là bà già. Thực ra thì khi ấy cả hai cha mẹ vẫn ngồi giữa đất. Giê-xu nào có vái đầy cung kính tôn thờ gì đâu. 14 tuổi, Giê-xu theo mẫu mẹ trở về nước Giu-đê, sống ở làng Nazareth, nói rằng từ đây dứt hẳn lòng dục để theo việc tu hành, sống độc thân không lấy vợ. Rồi đó Giê-xu tự cắt đầu ngọc thành để tỏ cho mọi người tin. Cái này là chắc là các bao quy đầu ha, các dương vật gì nè. Giê-xu tự cắt đầu ngọc hành để tỏ cho mọi người tin. Bà Maria thương xót bỏ ăn mất 2 ngày, nhưng Giê-xu vẫn không chịu đổi ý. Tới năm 18 tuổi thì phép kỳ thuốc lạ của Giê-xu đã có nhiều lắm. Nào là khi đi thì có mây che trên đầu, chữa cho người ốm chỉ cần chỉ trỏ lập tức khỏi bệnh. Giuse không dám nhận là bố già nữa, chỉ xin được làm môn đồ mà thôi. Giê-xu cũng bằng lòng như thế. Từ đó Giê-xu đi khắp hết miền này sang miền khác để chữa bệnh cứu người. Dân chúng đồn nhau lấy làm kinh lạ, phàm được tặng biếu vật gì, Giê-xu cũng đem chi phát cho người nghèo khổ, khiến họ phải mang ơn mình. Như vậy mà thu phục được 12 môn đồ, đó là Phêrô, Giuse, Đa-bi-an, Nico-sa-mô, Gioan, Gia-cô-bê, Philip-phê, Simon. Môn đồ thứ 12 là Giu-đa. Nico-sa-mô là hai gã thầy lang nghèo khó, Philip-phê là một tên kẻ cướp, Gioan là con bà Y-sa-vê, dì của mẹ Giê-xu, vân vân. Bọn họ đều là những người làm ơn Giê-xu hoặc là hâm mộ phép thuật kỳ lạ của Giê-xu, cho nên chịu theo làm môn đồ. Còn Giu-đa nguyên là một tên du đảng ở làng Gết-xê-ma-nê. Giê-xu từ nhỏ đã là kẻ sắc sược ngang ngạnh, nay có được chừng ấy môn đồ lại càng can rỡ chẳng coi ai ra gì, tự xưng là thầy cả mà chẳng phải do dân làng bầu ra.
đến đâu Giê-xu bày bái vị thờ Chúa Trời đến đó. Từ đứng đã làm lễ, dõng dạc nói rằng: nước ta từ xưa tới nay thờ phụng Chúa Trời, mà chưa ai biết Chúa Trời ra sao, chỉ riêng mình ta được biết rõ. Chúa Trời chỉ là một, nhưng có ba ngôi. Ngôi thứ nhất là ngôi Đức Chúa Cha, ngôi thứ nhì là ngôi Đức Chúa Con, ngôi thứ ba là ngôi Chúa Phi-rô-tô, Santo. Ba mà là một vậy. Ở dưới đất có địa ngục, nơi có Chúa Trời nuôi quỷ dữ để trừng phạt tội nhân trong thiên hạ. Phàm người ta kiếp trước làm những điều ác gì, quỷ đều có sổ ghi chép hết, dẫu bé mọn cũng không bỏ sót tội nào. Nay ta vâng mệnh Đức Chúa Trời dạy cho các ngươi, ai biết theo phép của ta thì sau khi chết sẽ được lên thiên đường, nếu không Chúa Ba Ngôi sẽ phạt đầy xuống địa ngục mãi mãi chịu cực hình. Nghe Giê-xu nói như vậy, chẳng ai không cho là lạ lùng. Giê-xu lại làm ra hai bổn kinh gọi là Kinh Bởi Trời và Kinh Lạy Cha, và làm ra chuỗi hạt gọi là chuỗi con niệm để cho những kẻ ngu dốt sử dụng khi làm lễ đọc kinh. Cứ đọc xong một câu, hai lần đếm một hạt con niệm, đến 10 hạt là xong một chầu kinh. Nay theo tiếng nước ta thì Kinh Bởi Trời niệm rằng: chúng tôi lạy thiên địa chân Chúa ở trên trời là cha chúng tôi. Chúng tôi nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, văn ý cha làm dưới đất bằng trên trời vậy. Kính lạy cha niệm rằng: chúng tôi xin cha rằng cho chúng tôi thường nhật dùng đủ, hãy tha tội cho chúng tôi bằng chúng tôi cũng tha kẻ cho nợ chúng tôi vậy. Xin chớ để chúng tôi xa chân vào chỗ cám dỗ biện trợ, phân biệt giúp chúng tôi chân dự trữ. Amen. Về sau người Tây Dương thay đổi cách đọc, dụng ý sâu xa của việc ấy xin xem ở phần sau. Giê-xu lại làm ra kinh 10 điều răn, bắt những kẻ ngu đần làm theo những lời răn ấy, lấy đó làm cái đích tự xét tội lỗi của mình. Ai phạm điều gì thì phải tự xưng ra gọi là phép, cầu phép Chúa Trời. Khi làm lễ, Giê-xu nói: Chúa Trời sinh ra người coi linh hồn là cao quý. Những ai theo đạo thì sau khi chết, Chúa Trời sẽ cho linh hồn người ấy được lên thiên đàng, còn thể xác thì chỉ là chất đất, sau khi chết lâu ngày cũng biến thành cát bụi cả. Ấy là vật thấp hèn, không có gì đáng quý mà luyến tiếc. Người ta tuy sống lâu hay chết non có khác nhau, nhưng cũng đều không tránh khỏi một lần chết, còn phải mang phần xác ngày này là còn ưu phiền đau khổ ngày ấy. Cái phần xác như thế có để làm gì đâu? Sau này đạo gia Tô Tây Dương nói phần xác là cục đất hàng mòn, tức là gốc ở đó. Giê-xu lại nói: Chúa Trời đã hạn định cho trời đất phải có lúc chung tận. Từ khi tạo thiên lập địa cho đến lúc chung tận gọi là tận thế, đến ngày ấy trời sẽ đổ mưa dầu, hạn lửa, người và mọi súc vật đều phải chết hết. Lúc ấy giữa trời hiện lên một thiên thần cầm chiếc ống sắt mà thổi lửa xuống, thiêu cháy hết nhân gian, chỉ còn lại trên trời dưới đất mà thôi. Bây giờ tất cả người chết, không kể là mới chết hay chết đã lâu, đều hiện lên thành hình người. Thiên thần cầm một mà chiếc cân lớn để cân từng người xem phúc tội nặng nhẹ ra sao. Người phúc nhiều được ban thưởng áo mũ cho lên thiên đàng. Kẻ nào lắm tội bị ném xuống địa ngục cho lửa thiêu, hoặc là mồi cho rắn rết ma quỷ ăn. Những ai đến, những ai bên thiện bên ác đều một nửa thì đem lên giữa lưng chừng trời để chờ phán xét. Môn đồ của Giê-xu nghe xong kinh sợ, hỏi rằng: cái ngày tận thế ấy còn bao lâu nữa, thầy có biết trước chăng? Giê-xu đáp:
chỉ có cha ta mới biết được, còn ta thì không biết, mà nếu biết cũng không thể tiết lộ được. Nhưng các ngươi cần phải biết rằng, hễ khi nào thấy mặt trăng mặt trời bỗng dưng tối sầm, sao rơi đất chuyển, thì đó là điềm báo, báo hiệu ngày tận thế. Giê-xu lại nói, khi tất cả mọi người đều chết hết thì gọi là tận thế chung, nếu chỉ một người chết thì gọi là tận thế riêng, dịch bệnh lớn thì gọi là tiểu tận thế. Ta xem tượng trời thì ấy không có 30 năm nữa, không đầy 30 năm nữa. Những kẻ ngu ngốc nghe nói vậy thì kinh hoàng lo sợ, mặt xanh như chàm, tranh nhau xin theo đạo của Giê-xu. Thuyết tận thế của đạo Gia Tô Tây Dương bắt đầu từ đó. Về sau người Tây Dương vẽ bức tranh ngày phán xét cũng là gốc ở đấy. Xưa ở nước Ê-cướp-tô có người thợ mộc tên là Nô-ê, có tài đóng thuyền biển rất giỏi. Vua nước ấy lâu về sau thuật ấy thất truyền. Nhưng ở trong dãy núi Mi Đông, ở gần kinh đô, có một hang đá rộng có thể để lọt chiếc thuyền. Bèn sai Nô-ê đóng một chiếc thuyền lớn đem đặt vào trong hang đá ấy, rồi làm mái che trên để lưu truyền lại diệu thuật cho đời sau. Đến nay chiếc thuyền ấy vẫn còn. Khi đến xứ ấy, Giê-xu bảo dân chúng rằng, các ngươi không biết chiếc thuyền này có từ thời thượng cổ. Ngày ấy Chúa Trời giáng nạn hồng thủy khiến cho muôn loài phải tận thế. Chỉ có Nô-ê là bậc thánh nên được Chúa Trời cho biết trước để đóng chiếc thuyền này, cho chọn các loài vật, mỗi loài một con đực và một con cái để lưu truyền nòi giống. Qua nạn hồng thủy nước rút, các loài vật lại được ra ngoài sinh đẻ truyền mãi cho đến ngày nay. Chúa Trời có chủ ý vi diệu nên mới cho chiếc thuyền ấy dạt đậu ở núi này để tỏ cho muôn đời sao biết sự tận thế là có thật, để mà kiên tâm theo đạo. Nếu ta nói về ngày tận thế đâu phải là đặt chuyện lừa dối các ngươi. Lại nói chuyện Nô-ê ngày ấy có 100 con trai, sinh ra ngàn vàng con cháu đều không lớn cả. Bỗng một hôm mỗi người nói một thứ tiếng khác nhau, không ai hiểu nhau nữa. Thế là hàng vạn con cháu của Nô-ê lìa nhau đi khắp mọi nơi trong thiên hạ, mỗi người làm ăn sinh sống một nơi. Cho nên các nước ngày nay mỗi nước đều nói một thứ tiếng khác nhau là vì thế. Cả bọn ngu khờ xiết đổi kinh ngạc mà nói rằng, đúng là con Chúa Trời, nếu không thì làm sao biết được việc vạn năm về trước. Giê-xu đi đến đâu cũng leo lên giường cao ngồi chiếm trệ, dẫu đối với ông già bà cả cũng chỉ sắc sược gọi bằng ngươi bằng mày, không có tí gì khiêm tốn. Vì vậy mọi người đều ghét, chỉ có những kẻ ngu khờ nghèo khổ làm ơn mới kính nể tin lời, chịu chứa chấp che chở. Nhờ vậy Giê-xu mới được dung thân. Môn đồ của Giê-xu là bọn Phê-rô, Giu-đa thường kín đáo khuyên can Giê-xu hãy nên nhũng nhặn hơn để lấy lòng dân, nhưng bị Giê-xu mắng rằng, bọn các ngươi làm sao hiểu được ý ta? Nếu thân ta chịu khuất thì đạo ta làm sao có thể vươn ra được? Không làm cho tôn nghiêm thì đạo không tôn lên được, người ta chẳng ai theo. Giu-đa nói, chỉ sợ xảy chuyện không hay điếm lụy đến tôn danh. Giê-xu nói, việc gì phải lụy, ngày sau ta sẽ có diệu kế khiến cho mọi người phải chịu lụy với ta. Giu-đa nói, thầy có phép diệu thì tốt được cho một mình thầy, còn hàng vạn môn đồ thì làm sao mà tốt được? Và lại nói như thầy thì chẳng hóa ra cả nước này đều ngu dốt cả sao? Giê-xu gạt đi mà nói rằng, như thế là ngươi cũng không tin đạo ta rồi. Từ đó Giu-đa âm thầm nảy sinh ý định phản bội Giê-xu. Xin kết thúc bài này thứ nhất nằm ở đây, thì mình sẽ làm tiếp tục và clip sau để hết cái quyển sách Tây Dương Gia Tô Bí Lục này. Mến chào quý vị và các bạn, hẹn clip sau.